Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gặp gỡ gia đình cách mạng tiêu biểu của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ninh Bình phát triển hợp tác xã ngành hàng gắn với thế mạnh của địa phương. Hiệu quả nuôi ếch Thái Lan ở xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ngành giáo dục đào tạo tỉnh Nam Định học tập và làm theo lời Bác. Hiệu quả mô hình cộng đồng trong quản lý khai thác cát tại Hải Dương. Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn. Những năm qua, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, người cao tuổi trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh không chỉ gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào thi đua hoạt động tại địa phương, mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương. Qua phong trào thi đua phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh mà lại hiệu quả kinh tế cao, là gương sáng cho con cháu và người dân trên địa bàn noi theo. Một trong những tấm gương điển hình của phong trào người cao tuổi thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng giai đoạn 2012-2017 là bà Mẫn Thị Hởi, 77 tuổi, thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, đã đi đầu gương mẫu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Với tình yêu đồng ruộng, năm 2009, hợp tác xã dịch vụ rau hoa củ quả Bút Lâm được thành lập từ năm do bà làm giám đốc, với mô hình trồng hoa ly trong nhà lưới, đồng thời thử nghiệm 121 giống khoai các loại. Bà tận dụng đất hoang, đi học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình từ các tỉnh bạn và đưa kinh nghệ vào trồng trên đất hoang. Đến nay, hợp tác xã đã quy tụ được trên 70 hộ ở trong thôn trồng nghệ với diện tích trên 5 hectare, đã đem lại thu nhập cao và việc làm ổn định cho người dân địa phương. Với kết quả thu được, hiện mô hình của bà được nhiều hội viên người cao tuổi và người dân trên địa bàn học tập làm theo. 23 năm làm anh chủ nhiệm cho đến bây giờ. Thế thì tâm huyết với đồng ruộng và tâm huyết với đảng, với dân. Thấy đồng ruộng nó bỏ hoang nhiều quá, thì tự cái chỗ cây khoai ấy, thì gặt mùa xong là dân trồng đại trà được. Không bỏ lúa, dân tôi là bám đồng bám ruộng đến cùng đấy. Nhưng mà cái khu trên này là chuột nó ăn. Thì dân người ta chán, người ta bỏ, người ta cấy, kể cả cấy đây vẫn đang đánh chuột đi, không chắc là được ăn cơ. Trên đây chỉ là một tấm gương tiêu biểu trong số hàng trăm tấm gương làm kinh tế giỏi của người cao tuổi huyện Yên Phong, được các cấp hội người cao tuổi tuyên dương giai đoạn 2012-2017. Với sự trợ giúp, động viên, khuyến khích của Tổ chức Hội người cao tuổi các cấp bằng năng lực, sở trường và điều kiện gia đình, nhiều hội viên người cao tuổi trong huyện đã mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương, đặc biệt thông qua phong trào làm kinh tế giỏi của người cao tuổi, không chỉ phát huy được tinh thần, ý chí của người cao tuổi trong phát triển kinh tế mà còn phát huy vai trò vị thế của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu, tinh thần tự lập, đức tính cần cù siêng năng trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Sau khi thực hiện chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012, các hợp tác xã trong tỉnh Ninh Bình đã đi vào hoạt động và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Bước đầu đã xuất hiện những mô hình hợp tác xã theo ngành gắn với thương hiệu vùng miền và tăng cường liên kết để có đầu ra cho sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần sản xuất hàng hóa bền vững. Nghị quyết số 05 của tỉnh ủy và nghị quyết số 37 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 được triển khai thực hiện trên địa bàn, bước đầu đạt hiệu quả đáng kể. Đến nay toàn tỉnh có 326 hợp tác xã với trên 50 hợp tác xã chuyên ngành. Nhiều hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường. Tiêu biểu, hợp tác xã Dây Núi Trường Yên, hợp tác xã Thỏ Ninh Bình, Tinibi, hợp tác xã Rau Sạch Khánh Thành, Trạch Sụn Yên Hòa, Dược Liệu Khánh Công. Để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm cho các hợp tác xã, tỉnh đã và đang tập trung hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ, xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực và các dịch vụ hỗ trợ, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tăng lợi ích kinh tế cho từng thành viên, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, mô hình nuôi ếch Thái Lan của ông Đặng Văn Sáp ở xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tuy không phải là mô hình mới, nhưng cách làm và hiệu quả từ mô hình này thì nhiều nông dân trong tỉnh có thể học hỏi và áp dụng được.
tận dụng ao nuôi cá, ông Đặng Văn Giáp, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải đã mua lưới dựng lồng và thả ếch thương phẩm. Với số vốn ban đầu 50 triệu đồng, đủ để ông dựng lồng và mua giống ban đầu. Mình muốn chăn nuôi về con ếch này tốt thì thứ nhất là mình phải chú trọng nhất cái khâu là con giống. Mình phải tìm là con giống nó có nguồn gốc bố mẹ là xuất xứ Thái Lan và nguồn giống rất là tốt. Khỏe, bố mẹ khỏe thì khi mình mua giống về thì mình chăn nuôi thì nó hiệu quả cao hơn. Trước đây, ông Giáp đã từng nuôi lợn nhưng hiệu quả không cao. Từ khi chọn nuôi giống ếch Thái Lan và nuôi thử nghiệm thành công, ông nhận thấy loài này dễ nuôi mà hiệu quả kinh tế lại cao nên ông tiếp tục tăng lượng con nuôi. Lúc đầu có hơn 1.000 con, đến nay ông Giáp đã nuôi tới 5 vạn con. Với cách nuôi gối lứa, tháng nào ông Đặng Văn Giáp cũng có ếch thương phẩm xuất bán. Bình quân mỗi tháng, ông xuất bán 1,5 tấn ếch với giá bán trung bình 50.000 đồng trên 1 kg. Tuy có thời điểm giá bán ếch xuống thấp dưới 40.000 đồng trên 1 kg, nhưng nếu tính bình quân mỗi năm, ông Giáp vẫn có lãi trên 200 triệu đồng. Nuôi ếch thịt tận dụng được vùng mặt nước ao của mô hình chăn nuôi tổng hợp với diện tích 3 hecta của gia đình. Hiện nay, theo các hộ chăn nuôi ếch, thì đầu ra của ếch thương phẩm khá tốt vì sản lượng chưa đủ cung cấp cho thị trường. Do vậy, khi có mặt ao, nông dân hoàn toàn có thể tận dụng nuôi ếch để mang lại nguồn kinh tế cao cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, trước âm mưu xâm lược, sự đàn áp dã man của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đối với dân tộc ta, nhiều người dân trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã theo tiếng gọi của Tổ quốc xung phong lên đường đánh giặc, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Qua các cuộc kháng chiến, nhiều anh hùng đã ngã xuống, nhiều gia đình đã ghi công với đất nước. Trong chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đậu ở thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão. Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đậu ở thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão có 10 người con, thì 2 người đã hy sinh anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại chiến trường tỉnh Quảng Trị. Mẹ Đậu trước đây là nữ du kích Hoàng Ngân, rất tích cực tham gia công tác xã hội. Gia đình mẹ là gia đình cách mạng, luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, được bà con thôn xóm kính trọng. Lúc nào tôi cũng chỉ là gương mẫu để dạy bảo con cái đâu vào đấy, lè lép trên bảo dưới nghe, đường lối chính sách nó phải đâu vào đấy cho nó có ý thức. Mẹ là người có như vậy là luôn đi đầu của các phong trào ở địa phương, cũng như là dạy bảo các con cái chấp hành tốt quy định, cũng như là có như vậy là đường lối pháp luật chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương. Noi gương cha là thương binh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ông Phạm Văn Cổn và ông Phạm Xuân Thành ở thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng đã lên đường nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ và trực tiếp chiến đấu tại một số chiến dịch quan trọng như chiến dịch Nguyễn Huệ, chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch Campuchia. Qua các trận chiến ác liệt, quả cảm, hai ông đều bị thương. Phục viên trở về quê hương phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, hai anh em ông Cổn luôn gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương. Đầu tiên là phải nói là gương mẫu về các cái chấp hành về các cái chính sách xã hội của nhà nước đề ra rồi là của địa phương đề ra. Tôi động viên các cháu làm sao mà làm những cái nhiệm vụ của nhà nước giao cho rồi của địa phương giao cho nó tốt. Gia đình mẹ Việt Nam Trần Thị Đậu và gia đình thương binh ông Phạm Văn Cổn và ông Phạm Xuân Thành chỉ là hai trong rất nhiều gia đình chính sách ở tỉnh ta. Dù trong thời chiến hay thời bình, Đảng, Nhà nước, địa phương và nhân dân luôn trân trọng và biết ơn các gia đình đã có hy sinh xương máu, đóng góp sức người, sức của để giành lại độc lập cho dân tộc trong thời bình. Họ vẫn luôn là những gia đình gương mẫu đi đầu, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Thưa quý vị và các bạn, một trong những tác động lớn giúp ngành giáo dục đào tạo Nam Định đạt được những thành tích cao trong giáo dục những năm qua, đó là việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm cụ thể, phân theo từng đối tượng là học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý đã phát huy được sức mạnh tập thể gắn với nhiệm vụ thi đua dạy tốt, học tốt. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo trong ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay toàn tỉnh đã có 692 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó cấp mầm non 192 trường, cấp tiểu học 285 trường, cấp trung học cơ sở 187 trường, cấp trung học phổ thông 28 trường. Toàn ngành đã có 407 trường được công nhận đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn.
năm học 2018-2019, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ có những chỉ đạo sâu sát hơn để việc học và làm theo Bác đi vào thực chất hơn. Trước mắt là rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Mới đây tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập năm học 2017-2018. Hàng năm cùng với phong trào khuyến học ở địa phương, Hội khuyến học tỉnh đã huy động các tổ chức cá nhân trao quà và phát học bổng cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật giúp các em có điều kiện đến trường học tập tốt hơn. Đặc biệt, từ năm 2013 trở lại đây, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng đều dành những phần học bổng ý nghĩa trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp đầu năm học. Tại buổi trao học bổng, có 16 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng mỗi suất 5 triệu đồng, 240 học sinh nghèo vượt khó mỗi suất 1 triệu đồng. Đây là năm thứ 6 liên tục Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng trao học bổng khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động, các cấp Hội chữ thập đỏ trong tỉnh Hưng Yên đã vận động được các tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ nhân đạo đạt gần 3 tỷ đồng. Từ số tiền này, Quỹ Nhân đạo đã trích 2,5 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ 2.650 lượt trẻ em mồ côi, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, xây nhà, cấp vốn sản xuất, tặng quà khám bệnh cấp thuốc, tặng đồ dùng sinh hoạt. Để có kết quả này là do các cấp Hội chữ thập đỏ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tới đông đảo các tổ chức cá nhân và nhân dân tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ. Công tác hỗ trợ từ nguồn quỹ nhân đạo cũng được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trợ giúp những đối tượng đặc biệt khó khăn. Mặc dù không trong giờ trực, nhưng khi nhận được điện báo của bệnh viện, vào thời điểm gần 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8, chị Nguyễn Thị Thanh Hòa là cán bộ y tế khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương, vẫn đến để hiến máu cứu sống bệnh nhân Dương Thị Hoàn, 35 tuổi, ở thôn Huê Trì, xã An Phụ. Bệnh nhân Hoàn được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc, choáng, da xanh tái, mồ hôi chảy nhiều, chân tay lạnh, bụng trướng, trụy mạch, huyết áp tụt. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được hồi sức tích cực và tiến hành mổ cấp cứu do chừa ngoài tử cung ở đoạn kẽ vỡ. Trong khi thực hiện ca mổ, bệnh nhân mất máu nhiều, thực hiện phương pháp lọc máu hoàn hồi gần 2 lít máu chảy trong ổ bụng đã bị đóng cục nên chỉ lấy được lại 500ml. Chị Nguyễn Thị Thanh Hòa, thành viên câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của bệnh viện đã đến cho máu kịp thời, giúp cứu sống bệnh nhân. Theo thống kê của Sở Y tế, việc thực hiện quy chế chuyên môn tại một số bệnh viện trong tỉnh Thái Bình vẫn còn hạn chế. Toàn tỉnh có 15 bệnh viện, chỉ được chấm ở mức 2/5 theo tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Về quy chế thường trực cấp cứu, do tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa nên nhiều bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến huyện phải bố trí trực theo hệ. Đã xảy ra tình trạng bác sĩ chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt trực hệ ngoại chấn thương, bác sĩ chuyên khoa nội trực hồi sức cấp cứu. Việc chưa bố trí bác sĩ chuyên khoa trực đúng lĩnh vực chuyên môn vừa không đảm bảo được chuyên môn trong cấp cứu, vừa không đảm bảo thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế theo chứng chỉ hành nghề. Bên cạnh đó, về quy chế hồ sơ bệnh án, việc ghi chép hồ sơ bệnh án sơ sài, không kịp thời, không logic giữa các bệnh cảnh lâm sàng với chỉ định lâm sàng và thuốc vẫn tồn tại. Đáng lưu ý, một số bệnh viện chưa coi trọng tầm quan trọng của việc xây dựng quy trình kỹ thuật và phác đồ điều trị, xây dựng không căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thực tiễn của đơn vị dẫn tới hiệu quả điều trị chưa cao. Nguồn lợi thu được từ phát triển kinh tế đồi rừng trong những năm qua đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân tại một số địa phương có rừng tại tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên đi kèm theo đó là những công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn được các cấp, các ngành chức năng và chính quyền chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 11.000 ha rừng trồng tập trung ở thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn. Tại thị xã Chí Linh, rừng được trồng chủ yếu ở phường Cộng Hòa với diện tích trên 1.200 ha, xã Hoàng Hoa Thám gần 1.400 ha. Hơn 8.000 ha rừng còn lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý rừng Hải Dương quản lý, bảo vệ và phát triển. Trong đó có 4.000 ha rừng phòng hộ, hơn 1.000 ha rừng đặc dụng, còn lại là rừng sản xuất và cây ăn quả. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, đơn vị tập trung tuyên truyền cho các hộ được giao khoán, các ngành chức năng, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các trường hợp xâm phạm, nên tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép được kiềm chế.
Việc tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng là một chủ trương lớn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng ở Hải Dương. Trong đó có việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và người dân. Tuy nhiên, với điều kiện còn nhiều khó khăn về kinh phí, nhân lực, phương tiện, công cụ hỗ trợ như hiện nay, vấn đề quan trọng là phải có sự phối hợp trong công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng giữa Ủy ban Nhân dân các xã phường với các chủ rừng. Hệ thống đê điều trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam có tổng chiều dài gần 87 km, bao gồm hơn 27 km đê sông Hồng, 17,3 km đê bối trên sông Hồng và 42,3 km đê sông Châu. Dọc theo mỗi tuyến đê đều có các khu dân cư sinh sống, dẫn đến việc thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm luật đê điều, luật phòng chống thiên tai. Để đảm bảo an toàn đê điều trong mùa mưa bão năm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân đã và đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền các xã tăng cường hơn nữa biện pháp ngăn chặn và xử lý triệt để các vi phạm trên hệ thống đê điều, nhất là các trường hợp phát sinh. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn và khả năng ứng phó với thiên tai của hệ thống đê điều trong mọi tình huống. Từ khi triển khai đề án phòng chống khai thác cát trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ tháng 10 năm 2016 đến nay đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra tại một số khu vực trên các tuyến sông trọng điểm trong tỉnh. Ở một số địa phương, nhiều mô hình cộng đồng cùng tham gia chống cát tặc đã đem lại hiệu quả tích cực. Xã Cộng Hòa Nam Sách có 354 hectare đất nông nghiệp ngoài bãi soi, trong đó có 50 hectare đất bên khu vực đồng kênh, xa trung tâm nên luôn là điểm nóng về khai thác cát trái phép. Ủy ban Nhân dân huyện Nam Sách đã chỉ đạo các xã có điểm nóng, trong đó có Cộng Hòa, tăng cường kiểm tra xử lý. Ủy ban Nhân dân xã Cộng Hòa cũng đã thành lập 3 tổ tuần tra, động viên cả trưởng thôn, trưởng xóm, cán bộ công chức của xã và lực lượng công an quân sự xã tham gia. Tổ tuần tra tiến hành chia thành các ca trực 24/24 trên khu vực đê ngoài bãi. Cùng với đó là sự phối hợp thông suốt của công an các cấp, tình trạng khai thác cát tại Cộng Hòa nói riêng và trên địa bàn huyện Nam Sách đã giảm rõ rệt. Đến thời điểm này tháng 8 năm 2018 thì ban chỉ đạo của huyện cùng với các xã đã xử lý được 24 trường hợp với số tiền phạt trên 500 triệu đồng. Các đồng chí lãnh đạo xã cũng rất quan tâm, cũng đã thành lập cái tổ bảo vệ của do nhân dân đứng ra với sự định hướng của chính quyền địa phương và ủy ban huyện và cắt cử lực lượng thường xuyên trực. Thì cái tình trạng tàu khai thác cát trái phép hiện nay là giảm rõ rệt. Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả rõ nét. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép, cần tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát trái phép trên các tuyến và bãi ven sông của các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an các cấp. Phát huy vai trò của người phụ nữ trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Thời gian qua, Hội Phụ Nữ xã An Vĩ, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên luôn tích cực tuyên truyền đến các thành viên, thực hiện tốt công tác phân loại rác thải và xử lý ngay tại hộ gia đình, góp phần giảm thiểu lượng rác thải, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Hội Phụ Nữ xã An Vĩ hiện có hơn 1.300 thành viên được chia làm 5 tổ. Sau hơn 3 năm đi vào thực hiện mô hình thu gom và xử lý rác thải tại gia đình, hội đã từng bước nâng cao được ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và hình thành thói quen phân loại và xử lý rác tại nguồn. Đến nay, xã đã xử lý được hơn 6.000 tấn rác thải hữu cơ tại hộ gia đình để làm phân bón cho cây trồng, góp phần giảm diện tích đất dành để chôn lấp, giảm được nguồn lực đầu tư cho công tác thu gom rác thải, đem lại bộ mặt nông thôn của xã thêm xanh sạch đẹp. Ô nhiễm môi trường ở vùng nông thôn từ chất thải rác thải trong sinh hoạt chăn nuôi là vấn đề tồn tại nhiều năm qua tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Xác định được những thực trạng tồn tại, thời gian qua huyện Yên Phong đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm rác thải nông thôn trên địa bàn. Hiện nay bình quân mỗi ngày toàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh phát sinh khoảng 130 đến 150 tấn rác thải sinh hoạt, do chưa có nhà máy xử lý nên lượng rác thải sinh hoạt đang được lưu tạm thời tại 63 điểm tập kết của các thôn xóm. Mặc dù được xử lý sơ bộ nhưng do thời gian kéo dài, rác thải sinh hoạt tồn đọng nhiều nên nhiều điểm tập kết đang trong tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Để giải quyết vấn đề cấp bách về môi trường, huyện Yên Phong đã ban hành chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trong việc xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa điểm tập kết rác của các thôn bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2018.
Đồng thời, các ngành chức năng thường xuyên phối hợp với các địa phương trong công tác kiểm tra xử lý tình trạng đổ rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường trên các trục đường chính ven đê kênh mương. Sau 2 tháng triển khai thực hiện, hiện tình trạng ô nhiễm môi trường từng bước được khắc phục. Bảo vệ môi trường nói chung, quản lý thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nói riêng là một nhiệm vụ cấp bách thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân vì mục tiêu phát triển xã hội bền vững. Tuy nhiên, để từng bước giải tỏa sức ép trong việc xử lý rác thải sinh hoạt và về lâu dài, mục tiêu của địa phương vẫn là sớm đưa vào vận hành khu xử lý rác thải tập trung của huyện. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.